Sáng ngày 18 tháng 11, sau lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ đội 82 huyện Tân Biên, đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Ninh, Tuyên Quang, Sơn La, Long An và thành phố Đà Nẵng đã có chuyến về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Tại nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Chậu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, cùng các đại biểu là lãnh đạo các đơn vị thuộc Quốc hội, lãnh đạo các đoàn đại biểu Quốc hội đã đặt tràng hoa dành một phút mặc niệm, thắp nén hương thơm và kính cẩn nghiêng mình, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, các đại biểu đã cùng tham quan nhà trưng bày khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương cục miền Nam, xem sa bàn và nghe thuyết minh về diễn biến của chiến dịch phản công đánh bại cuộc hành quân Johnson City của quân mỹ vào căn cứ bắc tây ninh đến thăm và tìm hiểu những chi tích những kỷ vật trong khu phục hồi hội trường lớn nhà ở và làm việc của các đồng chí lãnh đạo trong thời gian công tác nơi đây